thì cho mọi người quay lại với channel của mình. Ta lại quay lại với Terraria. Thì tập trước ấy đã xuống được dưới cái Temple rồi, phải lấy một đống thứ hay hỏa đây. Thì tập này đang định đầu tiên là craft rồi. Solar Temple sắt. Tao hỏi tí thằng này. Cái này craft cái này Mithril. Ok, craft ở Mithril. Đây, Solar Tape. Thì cái này nó có tác dụng sẽ gọi luôn Solar Eclipse ấy, cái nhật thực ấy. Thì mình định là mình sẽ farm thêm một lần nữa ở cái nhật thực này để mình lấy thêm đồ, tại vì nhật thực bây giờ nó sẽ có nhiều con quái mới. Nó sẽ mạnh hơn trước, tức là mình sẽ farm một lần thôi, xong rồi mình quyết định là mình xuống dưới Temple để mình gọi con Golem mình đánh. Bắt đầu rồi. Wee. Ấy. Rồi. Rồi ra đây em nào. Mày đông lắm à. À, sao ít vậy? Đây, đúng rồi, giặt đông vào. Thì cái mình đang hướng đến bây giờ là cái giữa ai và con Thulu này, cái con mới này, con Deadly Spear này. Cái yo-yo giữa ai và Thulu ấy. Như mình nói cái đấy rơi từ con nó rơi từ con Mobron, thì cái đấy nó rất là mạnh. Nó mạnh hơn cái Gelet của mình rất là nhiều. Đây, Butcher với cả con Dr. Manfly này. Mấy con này, con mới đấy. Nighthead. Con này thì trâu lắm. Chỉ đứng thế này mình dẻo đầu thôi. Nó trâu lắm. Ném cái này đây. Đó. Cứ một vị trí an toàn và dẻo cái yoyo vào đầu của nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thay vì mình chui dưới. Nhưng mà cái này đi mạnh thế. Đây rồi, có mất rôn đây rồi. Mất rôn rơi cho tao cái đi. Không rơi, phát. Toxic Flag à? Toxic Flag là đồ phép ấy, nhưng mà mình không cần thiết nó lắm. Đứng đây để đợi cho nó hồi máu đi đã. Không muốn lao dưới tiếp bọn này bây giờ đâu. Nhưng mình không nhớ rõ cái tỷ lệ rơi được cái ai của Thulu là bao nhiêu. Hình như là 1 trên 8. Trên 8, 1 trên 10 gì đấy, mình không nhớ. Nói chung nó cũng khá là ít. Thì đã rơi nó cũng khá là hiếm. Mình cũng đánh khá khá mới có mất rôn mà nó cũng chưa ra lần nào cả, nên mình mong là sẽ kiếm được nhanh 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 này. Hết con này, hết này trâu lắm. Con này hết này cũng từ trong một cái phim kinh dị ấy. Tên tên của cái tên của cái con quái này trong phim ấy nó cũng tên là Night Hat. Cái con Dr. Manfly lấy từ phim The Fly rồi. Phim kinh dị The Fly có một ông tiến sĩ ông hóa thành con ruồi trông khá là kinh. Swamp Thing, mình không biết Swamp Thing đây có phải là lấy từ hình tượng Swamp Thing của DC Comics không ấy. Trong DC có một nhân vật nó là Swamp Thing mà. À, không, Swamp Thing của DC là của Marvel nhỉ. Thì mình thực sự mình không đọc chuyện của DC Marvel, mình không rõ lắm. Hình như là của Marvel. Còn cái nhân vật của DC nó tên là Man Thing cơ. Cái gậy. Ta xin cái này, ta xin cái này, ta xin cái này, ok. Cái gậy sẽ gọi được cái con này, đây, nó sẽ đánh giúp mình, rất là tốt.
đao to hơn cái gậy này, cái gậy này mình gọi là con thổ dân này, từ giết từ Pantera ra, nhưng mà đao của cái này to hơn đấy. Nào, ta đang cần cái cơ một can bát wing, ta đang cần con Modron cơ, gọi con Modron ở đây để cho cái gậy kéo đánh của ai rất tiện. Mình không nhớ cái quả cầu này, cái quả cầu Death Spear nó từ cái phim nào, nó cũng là từ trong một phim kinh dị đâu, chết mình nhớ xem như Wiki rồi. Còn bắt chờ này thì mặt nạ đầu lợn thì mình nghĩ hình như là nếu mà mặt nạ đầu lợn thì chỉ có trong phim series phim Jigsaw thôi. Jigsaw mới có cái mấy đứa đội mặt nạ đầu lợn. Mình cũng chưa theo dõi cái phim Jigsaw bao giờ, mình biết mình chỉ biết như thế thôi, không biết là đúng không. Cút ra. Ok, đứng đây farm khá là ổn, nó không chạm được người mình. Mình chỉ đợi con Mothra để có mod, có mod roll, mỗi có mod roll mới có khả năng chạm được người mình thôi. Yo-yo của mình đang to đấy, nhưng mà nó sẽ tốn thời gian là nó phải quay lại mình. Nó không thể dùng vĩnh viễn được ấy. Cái Yoyo ai của Chulu với cả cái Terrarian rất là từ con Mulo thì nó có thể dùng vĩnh viễn luôn, nó không bao giờ nó cần quay về. Nhưng mình không hiểu sao mà mình dùng nãy giờ nó chưa mất, chắc như kiểu mình có cái túi Yoyo ấy, có nghĩa mình dùng một lúc hai Yoyo, khi mà cái này mất thì cái kia nó sẽ bay ra nó thay thế cho. Đấy mình thấy cứ một cái bay về cái kia nó vẫn ở đấy mà, nên nó không mất cái Yoyo này. Thì cái túi yoyo rất tiện nếu như mà, tại sao mày ở trên đấy, rất tiện nếu như mà bạn muốn đi theo đường yoyo, nó giúp tăng sức mạnh của yoyo rất là nhiều. Sao ít quái đấy, đông hơn em nào. Con gì cười ha ha đấy, à ha ha là con Saicho đúng không nhỉ, Spycho sát nhân kinh dị. Đi sau khi mình đánh xong Frontera thì cái sau đó kit nó có thêm một con quái mới này, một con quái mới khá là mạnh ấy chứ, con này trâu thế mày hết. Broken Bat Wing Swamp Thing. Sao cảm giác quái ra ít đấy nhỉ? Mà con Modron nãy giờ mới ra một con. Spycho. Ok, chui lại vào đây nè. Mình nghĩ chỗ này nó có cái nước này, nó có cái water candle này nó sẽ tăng tỷ lệ quái sinh ra, để mình nghĩ đứng gần trong cái vùng này thì nó sẽ có nhiều quái hơn. Nhiều tiên mình đánh golem, sau đó thì mình sẽ hướng đến con Fishron. Mình cũng nên farm thêm vài con Frontera nữa, tại vì mình cảm thấy là mình cũng chưa loot được hết tất cả những đồ của Frontera. Ok, nó rơi cái vỏ sò này. Cái vỏ sò sẽ cần ghép một cái nữa rơi từ con người sói để được cái đồ khiến cho mình biến thành cái con sói vào ban đêm, biến thành con sói vào ban đêm và biến thành con cá khi mình xuống dưới nước, con người cá xuống dưới nước để tăng sức mạnh mình rất là nhiều. Modron sao mới được một con nữa nào nhỉ?
Ok, cứ đứng đây mình thả cái vô xuống đây. Đam nó khá là cao. Oh. Con dẹp này khá nhanh rồi. Modron ơi, tao rất cần mày Modron ạ. Ra đây nhanh của tao cái. Bay trên trời không gặp luôn. Cái đầu của con ấy đi, cái đầu của con đầu đinh này à, hết nửa ngày rồi đấy, không thấy con mất rôn nữa nữa. Mình rất cần cái yoyo đấy, yoyo cấp mạnh nhất đấy, thì mình nghĩ mình cứ dùng yoyo để chơi con golem với cả con fish. Vậy cũng khá đi. Cái không hiểu sao nhưng mà quái ra rất là ít. Mình cảm giác quái ra rất là ít đấy. Vậy được thêm cái nữa này. LG. À, thật đấy, con mất rôn được rồi. Tao hỏi thật đấy. Tao cần đánh con đấy chứ không cần đánh mấy con nhát nhít của mày đâu. Cái này xịn hơn đi. Cái này đi. Chạy lung tung một tí cho nó có ra không. Mình nghĩ việc chạy lung tung cũng chẳng ảnh hưởng đến cái việc spawn con Modron đâu. Nhưng mà chạy đi. Ngồi một chỗ nhiều cũng chán. Ây dò, ây dò, ây dò. Ai dò. Thực ra đọc là ai thì mình đọc là ây nhỉ. Đợt trước chúng ta đã đi gọi là phủ xanh đồi trọc, đã biến lại mấy khu nguyên dần ở trên mặt đất trở lại thành cỏ bình thường. Mà ra nó chẳng lâu mà nó sẽ một thời gian sau nó lại lan lại. Mình nghĩ khi nào lan thì mình sẽ phải phủ tiếp. Cú đi. Được cái Spycho 9 này, rơi từ con Spycho này. Lại chui vào đây rồi, nghe chỗ này là nó ra nhiều nhất. Zealot. Cái dao này thì đam khá là cao mà nó rất là chưa ở gần. Và nó có thể khiến cho mình... Đó. Mọi người thấy gì không? Mình tàng hình luôn. Đấy rồi, mày đây rồi. Đưa đi vào đây đã. Gì đây? Đừng có đẻ trứng ở đấy. Rơi ra cái yo-yo đi. Fuck, tao không cần cái kiếm này nữa, tao quá rồi.
Này mình dùng cái này mình bấm nút xuống nó sẽ rơi lại ngay tàng hình. Đó, tàng hình đứng im luôn. Khá là hay, mặc dù đã chẳng làm gì, quái cũng nhìn thấy mình mà. Ném cái này cũng đây, cái này đam khá là cao đấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình dùng cái yo-yo mà tiện nhất. Yo-yo. Chán thì mình farm con Lord nó không ra. Thực sự cái đấy tỷ lệ ra nó không cao là mình cũng cảm thấy mình không nên mong chờ quá nhiều vào việc mình farm chay cái này. Sao mình cũng đánh nó mấy lần thì mà mình muốn mà được cái gậy luôn, cái yo-yo luôn. À, chán quá. Cú đi con rơi này. Mình có thể mình sẽ trong cái lúc mà mình off off game mình sẽ farm tiếp con Modron vài lần cho đến khi mình được cái yo-yo đấy. Mình rất thích chơi yo-yo mà, yo-yo khi về sau mà mạnh chơi chỉ sướng. Nếu có thể sau ở tập sau mọi người thấy là mình có cái đấy rồi. Pressure of the Deep lấy từ phim Pressure of the Lake Lagoon à? Sinh vật của hồ Lagoon. Thế mình nhớ tên phim là thế hay kiểu kiểu như vậy. Nào. Cả cái solo ekip được có hai con, ba con. Ok. Ra đây. Được rồi. Fuck. Đừng có chạy xa thế chứ. Cánh mập rôn. Cánh mập rôn. Cánh mập rôn. Ê, cánh rất đẹp. Nhưng thật sự cái cánh này của mình xịn hơn cơ. Nên là mình không cần dùng làm gì. Nhưng mà cái cánh tỷ lệ rơi nó còn hiếm hơn cả cái ai của Cthulhu đấy. Nhưng mà mình thì không được cái ai của Cthulhu cái cánh. Cái cánh mà được trước thì nó cũng rất tiện thôi, nhưng mà bây giờ thì cánh của mình lại mạnh hơn cái cánh này. Nên là mình không cần, thực sự mình không cần nó. Này ra tiếp con nữa đi. Gần hết thời gian đấy, ra tiếp con nữa đi. Chán nhờ. Không farm được cái yo-yo buồn thế. Đây rồi mày, nhanh nhanh giết nó trước khi trời trời tối, trời tối mà hết cái sợi đã tí rồi con này nó bay mất đấy. Ok, broken hero sword không cần cái đấy nữa. Mình bị được cái nail gun, cái súng bắn đinh rơi từ con đầu đinh kia. Chui vào đây được, chỗ này vẫn giúp cho mình né đạn tốt hơn. Khá là buồn. Mình hy vọng nhiều hơn. Mà thôi, có vẻ là cuộc đời nó vẫn không muốn cho mình đạt được mục đích rồi. Chịu rồi. Đam à? Chứ là cái địa lý của mình không phải đồ cường hóa được, nó cường hóa được thì mạnh phết đấy. Nó cái đồ nó dạng ném mà, chỉ ném mà nó quay lại nên là nó không cường hóa được. Ok, hết rồi đấy. Farm được 5 con, đúng không? 5 con không? 5 con đấy nhưng mà không được cái mình muốn.
dù vậy mình được thêm một số những thứ khác mà cũng thực sự là không đến mức gọi là tồi, sự mô tả không hoàn hảo thôi. Ok đi về nào, cất bớt một số thứ linh tinh trong hòm. Cất cái này vào đây, tao không cần đến mày nữa. Cất cái này vào đây, tao không cần đến mày nữa. Xem nào, cất mấy cái banner vào đây. Xuống đinh. Đinh nó có nổ cả. Xuống đinh này ra khá là mạnh đấy chứ. Rồi mấy cái này bán hết đi, mấy cái này không nào cần, đây còn cái này nữa. Ném bom. Cất vào hòm này. Ok, mấy cái này bán hết đi. Quên cái dao cũng cất vào đi. Có khẩu. Khẩu cá piranha. Súng cá piranha. Thì mình nghĩ là mình sẽ chế thêm một ít thuốc nữa.